Rồi ai có thắc mắc gì hỏi? Mọi người tranh thủ đi. Thầy ơi em có ý kiến ạ. Em bị coi như là phồng nồi đĩa đệm xong em bị tê hai cái chân. Rồi em đi nó không có cảm giác gì. Bị bao lâu rồi? Dạ em bị tê chân này là được hơn 1 năm rồi. Vâng. Thì cái chuyện mà cái phồng nồi đĩa đệm của em á thì em cố gắng cho tôi để học. Em phải làm sao học được cho hai lớp. Hai lớp, tức là cái lớp căn bản và lớp nâng cao luôn. Ha. Rồi nếu như mà sau này có điều kiện thì cái khoảng độ chừng giữa tháng 10 thì tôi ra đây. Vì tôi đi châu Âu rồi, giữa tháng 10 tôi đi ra đây. Tôi sẽ tổ chức cái lớp Pakistan thì tôi sẽ hỗ trợ thêm. Còn trước mắt là chị học ở đây, mọi người sẽ hỗ trợ chị. Chị yên tâm đi và mọi người làm sẽ chị ổn liền, không có lo. Ha. Thành ra là qua cái lớp học này. Nhưng mà tôi vẫn nói nhắc nhở với mọi người á là tất cả những nguyên nhân mà gây ra bệnh cho chúng ta do ăn ở và là hết. Cho nên mọi người phải thực hiện cho được cái này. Thì chút xíu sẽ có người giảng về cái chuyện ăn ở cho mọi người nghe. Ha. Thì lúc đó thực hiện cho đúng thì mấy cái bệnh của mình á, thì nó giảm dần và nó đi đến cái ok hơn. Cũng như á, đừng có bao giờ mọi người xem trong video clip cứ hy vọng là đến cái được chữa khỏi bệnh, cái đó không bao giờ có. Bây giờ có chữa khỏi đó đi xong rồi 10 ngày sau, nửa tháng sau bị trở lại. Cái mà cơ bản vẫn là mình tự chữa cho mình, cho nên bắt buộc phải học. Ha, ok. Mà chị yên tâm, chị đến đây là chị không phải mổ rồi. Chị đến đây là chị chắc chắn là chị sẽ trở lại bình thường rồi. Nhưng mà nó chỉ có đòi hỏi cái thời gian thôi. Và cái mà chính của mình không phải là đến đây mà được chữa trị, mà đến đây được học để thay đổi cái cách suy nghĩ. Ha, để mà mình ăn uống rồi mình tập luyện sao cho đúng cách thì mình khỏi bệnh. Ok. Rồi xin mời ai hỏi tiếp. Mất ngủ rất là nặng đấy. Và bây giờ đang phải uống cái thuốc trầm cảm đấy. Yeah. Thế thì uống cái thuốc đấy thì nó ngủ được ạ. Thế nhưng mà hãy cứ rời ra một ngày thôi thì nó lại không ngủ được. Đúng rồi. Mà chị uống chị bị bao lâu rồi? Cũng phải uống cái thuốc cũng phải gần 1 năm, hơn 1 năm nay rồi. Ừ. Còn cái mất ngủ thì nó lai dài từ hồi xưa nhưng mà nó ít thôi, nhưng cái là càng ngày nó càng nặng hơn. Nhưng mà khi mà nó mất ngủ vậy chị cảm thấy trong người có mệt mỏi có gì không? Rất là mệt mỏi, xong rồi nó sinh ra tiền đình, rồi nó sinh ra chóng mặt. Okay, và okay. đi khám đông tây y á, thì người ta kết luận là rối loạn lo âu ấy, lại bị trầm cảm như vậy. Đây. Đấy, cái mất ngủ. Cái đó không phải đâu, cái đó thường thường là tây y, đông y cũng vậy. Khi mà ta thấy mấy cái trường hợp người ta dùng cái chữ rối loạn lo âu để mà giải thích cái chuyện của chị cho tạm thời thì xong rồi cho thuốc trầm cảm, ok. Nhưng mà có những cái trường hợp mà bị bệnh rồi người ta nói cái này rối loạn thần kinh thực vật, ví dụ vậy. Vâng. Thì đó là những cái mà chữa cháy của y khoa này hết. Vâng. Chịu không? Cho nên đó là cái mà tôi thấy trước mắt là chị có cái thiếu máu não rồi. Thì cái thiếu máu não đó thì nó làm đủ thứ chuyện hết đó. Thì bây giờ thôi, bây giờ chị coi như đến đây để chị làm máy móc chị lại. Chị hiểu cái điều này tôi nói không? Tức là chị đến đây để chị hoàn toàn trở thành cái con người bắt đầu lập lại một cái thế giới mới của con người mới của chị. Trong đó cách ăn uống, cái đồ gì chút xíu người ta sẽ nói cho chị nghe. Còn riêng trong cái phần của chị á, thì sẽ có một cái phần chườm đá đó. Thì chị chịu khó chườm đá cho tôi 1 ngày 2 lần. Hai lần á, là sao tối chị trước khi đi ngủ á, thì chị chườm, một cái là cái gan nè, ha, hai là cái bụng dưới, ha, rồi cái chị ngủ rồi chị để nên mua cái lò nướng, ở đây có cái lò nướng, chị coi cái lò nướng, chị mua cái lò nướng, rồi chị ngủ nửa đêm á, khoảng độ chừng 3 giờ á, chị làm nóng lên cho tôi lần nữa, rồi chị chườm gan và chị chườm cổ cho tôi, ha, và trong cái quan trọng của ở đây á, là nó làm cho tẩy rửa sạch cái cơ thể mình, thì cái tẩy rửa sao chút xíu có người nói chuyện. Sáng nay là cô Hạnh giảng phải không? Đó. Cô Hạnh giảng hay ai giảng? Sáng nay giảng Hạnh nói về cái nhìn năng hấp không khí đúng không? Đá nữa. Ủa còn cái cô kia đâu? Còn cô kia không có mặt ở đây. Thì cô này nói, thấy không? Chị yên tâm đi ha. Thì chị phải có cái kiên nhẫn ha. Và hiện giờ chị bỏ thuốc cho tôi đi, ok, không có dùng thuốc riết, chị lệ thuộc thuốc luôn. Rồi mời, xin mời. Thầy ơi, cho em hỏi là nếu mà bị cao huyết áp ấy, thì mình luyện tập nó không cần bỏ, tức là không cần uống thuốc tây có được không? Không, bây giờ coi tôi nói gì nghe nè. Cái huyết áp á, vâng. Để chị hiểu rằng là gì nè, huyết áp cao á là
người ta nói là 75-80% là vô căn, tức là không có rõ nguyên nhân, không biết tự nhiên sao lên huyết áp. Thấy không? Tự nhiên bình thường á, là sống bình thường không có chuyện gì á, có khi huyết áp không lên, nhưng nhìn mặt chồng cái lên huyết áp đi. Hay nhiều cái ông gặp mặt vợ cái là huyết áp lên liền, thì nó bị sốc tâm lý rồi. Cho nên á, tôi nói một cái thí dụ nhỏ vậy thôi. Thấy không? Thì như vậy á, là uống thuốc vẫn là phải cái duy trì để cho nó đừng có bị lên đột ngột. Chị nghe tôi hiểu chưa? Rồi khi mà chị áp dụng cái phương pháp ở đây xong rồi đó, thì lần lần cái cơ thể chị nó trở lại bình thản rồi, nó điều hòa lại giống như chị này vậy đó. Thì cái huyết áp lúc đó nó không còn cao nữa, bởi vì chị gặp chồng gì thấy yêu nó chứ gì không có thấy còn mà sốc nữa, thì huyết áp không lên, thì lúc đó không cần thuốc. Nhưng mà trong cái phương pháp mình đây á, là vì mình nhịn ăn 16-8, cái đó bắt buộc nha. Thành ra là thay vì bác sĩ nó uống thuốc buổi sáng thì mình không uống sáng, mình lấy thuốc huyết áp nó uống trưa khi ăn cơm sẽ uống, hiểu không? Và duy trì đến một lúc mà chị thực hiện rồi chị theo dõi huyết áp điều đặn, chị thấy huyết áp không còn lên nữa, chị mới thả thuốc từ từ. Chị thả một thời gian mà chị thấy cả tháng 2 tháng trời chị thả vậy mà huyết áp ngày nào cũng trở lại ổn định, chị biết là chị không cần thiết huyết áp nữa, không cần thiết thuốc nữa, thì lúc đó chị hẳn ngưng, chứ còn không thể nào ngưng đột ngột được. Tại vì cơ thể mình nó chưa có bình hòa được, thì cái điều kiện mà dùng thuốc vẫn phải là thiết yếu. Ok rồi, xin mời. Cháu thì thoát vị đĩa đệm cổ khoảng 10 năm, còn thoát vị đĩa đệm lưng L5S1 thì rồi. 19 năm. Thế nhưng mà bây giờ, tức là trước đây thì nó chỉ cổ, nó lên nửa đau nửa đầu, nhưng bây giờ nó sưng xuống đây và các cái khớp tay này nó sưng. Có những lúc không cử động thì cháu cứ xem video của chúng tôi, cháu ở nước ngoài, cháu ở Việt Nam thì cháu cứ xem cho. Ở nước ngoài là đâu? Cháu ở Đức. Ở Đức. Ở địa bàn nào? Cháu ở Sachsen. Ở Sachsen. Kỳ này tôi qua chỉ có Berlin với Cháu đã tự chữa, cháu cứ xem băng của chú thì cháu đã tự chữa. Có những lần là bị không đứng đi đứng được thì cũng tự chữa được. Rồi. Nhưng mà nó không khỏi hẳn, nhưng bây giờ cái khớp này này là nó vẫn cứ sưng, mà lúc đầu đi khám ở bệnh viện bên kia. Chị ngồi xuống được rồi. Thì hai cái mà cột sống cổ chị, cái sống lưng của chị á, rồi khớp chân khớp tay chị á, thì tất cả cái đó là cái dấu hiệu của viêm đa khớp dạng thấp đấy, nó không phải là cái thuộc mà bệnh viện bị... nó bảo không phải bị khớp, đi kiểm tra các kiểu xét nghiệm các kiểu mà không phải khớp, không hiểu là bên tay thì thế nào. Viêm đa khớp dạng thấp nhiều khi cái điều chứng của nó chỉ rõ một cái điều này, tức là nó có dấu hiệu mà rất rõ ràng, đó là dấu hiệu cứng khớp buổi sáng. Đúng, tức là sáng thức dậy mà cứng khớp. Và ngoài ra nó không có một cái xét nghiệm nào cho biết là viêm đa khớp dạng thấp, nhưng mà một cái bác sĩ điều trị chuyên về khớp, tại giờ xưa tôi là luận án tốt nghiệp tôi là khớp, người ta bảo cháu làm việc quá nhiều thì nó đã sưng các khớp. Okay, này thôi kệ nó, thôi bây giờ đừng có phân tích, không làm việc tí rồi xong rồi dẹp đi, dẹp đừng nói nữa, chị nói tôi hiểu rồi. Thành ra là tôi nói chị á, là chị cứ áp dụng đúng như ở đây. Cái thứ hai nữa là ông này có một cái thủ thuật rất là hay để mà làm cho chữa những cái khớp này. Chứ cứ không sao, chị cứ thực hiện cho đúng đi, chị khỏi cần nói thêm nữa. Và cái chuyện mà quan trọng của chị á, là chị phải thực hiện cho nghiêm túc cái hướng dẫn ở đây. Thì cái đó nó sẽ khỏi, còn thuốc tây không có giải quyết được. Thì trong cái đau khớp dạng thấp của Tây Y nó chỉ làm có một cái xét nghiệm thôi, đó là VS. VS là tốc độ lắng máu để nó đánh giá. Nhưng mà nếu trong trường hợp đó, nó bị congestion, tức là đang bị viêm á, thì mới nhìn thấy được. Còn nếu không bị viêm, không bao giờ VS, không bao giờ nhìn thấy được. Do đó là ta chỉ dựa trên triệu chứng cứng khớp của chị thôi. Còn tất cả khớp cổ, khớp lưng của chị đều do cứng khớp này, này do cái viêm đang khớp dạng thấp mà ra hết. Không nắm được tay. Biết rồi, đấy, nãy tôi nói rồi, cứ làm đúng là ok. Rồi ai hỏi nữa? Rồi ok nè. Rồi, tôi chỉ có vài lời khuyên thôi. Và mọi người á, là hồi nãy giờ á, là chúng ta thấy rồi, là chỉ có chúng ta cứu lấy chúng ta thôi. Không ai cứu lấy chúng ta được hết. Và đừng hòng là ở bất cứ một phương pháp nào có thể là thân diệu đến đội mà chữa chúng ta khỏi được. Chỉ chúng ta cứu lấy chúng ta thôi. Và với phương pháp này thì mọi người sẽ thấy cái sự kỳ diệu của nó. Nói nhiều không cần nói nhiều, tại vì tất cả những người đi lên YouTube coi hết rồi ha. Thì hiểu nó rồi, nhưng mà giờ là tại vì mình đến đây làm gì, để mình hiểu cặn kẽ hơn, để mình thực hiện cho nó chính xác, không có bị sai lầm. Ok, vậy thôi. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Sáng nay cô giảng viên Bích Hằng này. Hốt đi anh em.
Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.